bí mật luân hồi, khế ước trước khi linh hồn đầu thai có những gì. Sinh ngày 23 tháng 8 năm 1958 tại New York, James Van Bra là một nhà ngoại cảm sản xuất truyền hình. Ông trở nên nổi tiếng qua việc truyền tải thông tin đối thoại giữa hai thế giới là âm gian và thế gian con người. Van Bra cho biết khi một linh hồn muốn tới thế gian sẽ phải ký khế ước với thế giới tâm linh. Tất cả mọi thứ trong đường đời của một người đều được an bài rất kỹ lưỡng. Những mô tả của ông có sự kết nối quan sát và khả năng thông linh. Ông viết rất nhiều sách, bao gồm những quyển sách bán chạy nhất New York như Talking to Heaven, Living with the Dead. Van Bra giúp khách hàng giao tiếp với người thân quá cố, giúp con người hiểu rằng thế giới bên kia là thực sự tồn tại. Ở đó có thể nhìn thấy được sự sống của sinh mệnh trong không gian khác. Những gì ông viết không chỉ đáp ứng sự tò mò của nhân loại mà có thông điệp rất nghiêm túc, đó chính là trước khi được sinh ra, mỗi người chúng ta đều đã có sẵn một kế hoạch chi tiết cho hành trình cuộc đời của mình sau này. Van Bra cho biết các nghệ sĩ, các nhà khoa học thiên tài trên thế giới đều là những nhà tâm linh. Ông viết, một nhóm linh hồn có thể ghi dấu vào cá thể trên cõi trần bằng tư tưởng, cảm hứng. Từ đó họ có thể viết những bản nhạc, vẽ những bức tranh cụ thể. Van Bra nói thêm, bản thân là người truyền tải thông điệp giữa thế giới tâm linh và nhân gian. Ông rất ngạc nhiên vì nhiều người dùng từ tai nạn để giải thích những sự việc bi thảm xảy ra trên thế giới. Theo ông, đó đều là sự tình đã được sắp đặt sẵn, không phải tai nạn ngoài ý muốn. Chúng đều là do nguyên nhân và hậu quả từ kiếp trước định ra. Đây chính là điều Phật gia gọi là nhân quả báo ứng. Dù sống ở bất cứ nơi đâu, tất cả những điều con người làm đều sẽ có báo ứng. Quan hệ nhân quả này là quy luật bất biến, không thể thay đổi trong vũ trụ. Thế giới này không có việc gì là xảy ra ngẫu nhiên cả. Mỗi một sự việc phát sinh không chỉ có liên quan tới luật nhân quả mà còn vì một nguyên nhân khác. Đó là khi linh hồn muốn tiến nhập vào thế gian thì phải giao ước, ký kết với linh giới rất nhiều điều, bao gồm cả cách thức tử vong. Nhiều người hỏi Van Bra rằng khi tai nạn xảy ra, người đó có cảm thấy đau đớn không? Ông cho biết, trong tình huống thông thường, linh hồn sẽ cảm thấy một vùng tăm tối, không còn ký ức. Lúc ấy, linh hồn có thể nhìn thấy chiếc xe bị hủy hoại. Sau đó tự hỏi, không biết vật gì đáng thương bị chết một cách thê thảm như vậy. Mãi cho tới khi nhìn thấy thân thể của mình thì mới hiểu bản thân vừa trải qua những gì. Một khi linh hồn phát hiện thân xác thịt của mình đã chết, thông thường họ sẽ không cảm thấy chán nản hay sợ hãi, ngược lại còn thấy rất hưng phấn, tràn đầy sức sống. Việc này chứng tỏ con người có tấm thân này chính là khổ. Sau khi rời khỏi thân xác, họ có thể thấy một người thân hoặc một ai đó đến đón. Lúc này linh hồn sẽ lập tức hiểu rằng họ đã có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình ở trong một thế giới khác. Có những bậc cha mẹ, khi con họ qua đời, họ liền muốn tìm Van Bra để kết nối với linh hồn của người con. Họ đau đớn thống thiết như muốn chết đi, sống lại. Họ tự trách bản thân đã gây ra cái chết cho đứa con là do họ không cẩn thận, không chú ý, vân vân. Nhưng họ đâu biết rằng chỉ có thần Phật mới có thể quyết định con đường sinh tử của sinh mệnh. Khi kết nối, sự thật khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều linh hồn các đứa trẻ đều nói rằng ở bên đây rất tốt, rằng cha mẹ đừng tự trách mình về cái chết của chúng. Chúng sẽ dùng những thông tin ẩn chứa sự vui vẻ, yêu thương để cha mẹ bên này được an ủi.
Van Pra cho biết sau cuộc gặp, ông phát hiện nhiều bậc phụ huynh đã hoàn toàn thay đổi, không còn khóc lóc, tự trách. Thay vào đó, thế giới quan của họ đã thay đổi hẳn. Cuối cùng, Van Pra gửi đến thông điệp cho con người rằng thế giới tâm linh là luôn tồn tại. Hành trình của các sinh mệnh trong thế giới này đều do thần an bài theo đức và nghiệp từ những kiếp trước. Vì vậy, chúng ta nên sống vui vẻ, tích cực, lạc quan và làm nhiều việc tốt. Đó là gieo những nhân lành cho sinh mệnh của chính chúng ta.